Minasan konnichiwa, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục ngày thứ 16 trong chuỗi video 30 ngày luyện đọc hiểu JLPT N3. Hôm nay là buổi thứ 9, chúng ta luyện phần trung văn và chúng ta sẽ luyện thêm một phần nữa thôi, tổng là 10. Và sau đó chúng ta sẽ chuyển qua phần trường văn, là cái phần khó và dài nhất. Trường văn thì nó sẽ có 4 câu hỏi, mỗi câu hỏi nó rơi khoảng 4 đến 5 điểm gì đấy, cũng khá là nhiều điểm, nên là các bạn hãy cố gắng luyện thật nhiều để có đủ kiến thức tự tin trong kỳ thi sắp tới. Hôm nay là buổi thứ 9 rồi nên là chắc chắn là các bạn cũng đã quá quen với cái phần trung văn này rồi, đúng không? Ba câu hỏi, câu 1 thì đoạn 1, câu 2 đoạn 2 và câu 3 đoạn 3. Thường là như vậy thôi nhá. Chúng ta sẽ làm từng câu một. Câu 1 này, chúng ta sẽ xem câu hỏi người ta hỏi cái gì. Watashi wa chichi tanzobi ni nani o purezento shita ka? Cái nhân vật tôi này thì đã tặng cái quà gì vào ngày sinh nhật của bố. Đấy. Thêm một cái điều nữa là mình thấy là có rất là nhiều bạn chưa biết cách dịch, chưa biết cách đã dịch bài, nên là hôm nay mình sẽ đọc và dịch cho nó chi tiết hơn cho mọi người nhá. Đầu tiên nhá, senjitsu watashi wa mukashi no shinbun no peji o insatsu suru sabisu ga aru no o shiri chichi no tanzobi ni purezento shimashita. Hết một câu nhá. Chúng ta sẽ dịch từ đâu? Đây, từ dấu phẩy này. Senjitsu là mấy hôm trước đúng không? Chủ ngữ chúng ta luôn luôn dịch trước nhé. Watashi wa tôi này thì chúng ta không dịch từ đây nhé. Chúng ta để ý chủ ngữ dịch trước thôi. Chúng ta lướt xuống dưới xem nó có ngắt câu không. Ngắt ở đây. Đó. CD nó là T nhé. VTVT đấy. Đây là nó lịch sự. Tôi đã biết cái việc là có một cái dịch vụ. Đó, dịch vụ in sát chữ là in đúng không? In những cái tờ báo của ngày xưa. Đó. Và tôi đã tặng cái làm cái quà. Sinh nhật của bố. Tôi đã tặng quà sinh nhật của đấy thì nó chưa ra đáp án đâu. Chúng ta đọc tiếp này. Hajime wa chichi no umareta hi no shinbun no kopi ni shiyou to omoimasu ga chichi ga chiwakusei ni natte saisho no tanzobi no shinbun ni shimashita. Ta sẽ ngắt từ đây đúng không? Vậy chúng ta sẽ dịch từ đầu này. Ban đầu chủ ngữ nhá, ban đầu thì tôi định shiyou to omoimasu nhá, là tôi định làm gì đó. Tôi định sẽ photocopy cái tờ báo vào cái ngày sinh, ngày mà bố tôi sinh ra, có nghĩa ngày sinh nhật của bố ấy. Nhưng mà đấy, các bạn để ý vào cái vế đằng sau của nhưng mà nhé, thường là đáp án đằng sau này này. Họ định là làm cái này rồi đấy, nhưng mà đây là chúng ta không có chủ ngữ đúng không? Vậy chúng ta dịch dưới này. Tôi đã chọn ní xì mát, chúng ta đã học N4 rồi đúng không? Danh từ ní xì mát đã lựa chọn. Tôi đã chọn cái tờ báo ngày sinh nhật đầu tiên. Saisho no tanzobi đúng không? Sinh nhật đầu tiên. Và khi mà bố tôi là học sinh cấp 2, chiwakuse đúng không? Học sinh cấp 2 trung học. Đó. Và chúng ta đọc đây thì chúng ta cũng đã biết đáp án là tặng cái gì rồi. Đây này, tặng cái này này. Đó, định là tặng cái này đúng không? Nhưng mà lại suy nghĩ lại tặng cái tờ báo mà vào cái ngày sinh nhật đầu tiên khi mà bố tôi là học sinh cấp 2. Đấy, đọc đến đây là chúng ta cũng đã có thể so đáp án trong bài rồi. Đấy, chúng ta xem luôn này. Có một này. Chichi ga umareta nen umareta toshi no tanzobi no shinbun no kopi. Tôi copy cái tờ báo ngày sinh nhật, ngày mà trong năm sinh nhật, ngày năm mà bố tôi sinh ra. Không phải là cái năm mà bố tôi sinh ra, có nghĩa là cái định thôi, không nhưng mà sau lại không làm nữa đúng không? Câu 2. Chichi ga chiwakusei ni natte saisho no tanzobi no shinbun no kopi. Đây, câu này chính xác luôn này. Tôi photo cái tờ báo ở cái ngày sinh nhật đầu tiên khi mà bố tôi là học sinh cấp 2 trung học. Đây, trên bài nó copy nguyên cái đoạn này trên bài luôn đúng không? Nguyên copy nguyên vậy thì quá dễ để tìm ra đáp án rồi đấy. Câu này khá là dễ, tôi sẽ tìm ngay ra được là câu 2 này. Câu 3 này là chichi ga kiboshita toshi no tanzobi no shinbun no kopi. Tôi định photo cái tờ báo mà cái ngày tờ báo sinh nhật mà cái năm mà bố tôi mong muốn. Kibo đúng không? Bố tôi không mong muốn gì cả, đây là mình tặng mà đúng không? Sai, không có trên bài là sai luôn nhá. Kotoshi no chichi no tanzobi no shinbun no kopi là photo cái bài báo sinh nhật của bố tôi năm nay. Sai nhá, đáp án chúng ta sẽ là câu 2. Đó, y như trên bài luôn. Sang câu tiếp theo luôn nhá. Chichi wa koromo no koro fasto fudo mise no ni dono yona imeji o motte ita ka.
là cái bố tôi cái thời cái hồi mà còn trẻ thì có một mang cái ấn tượng như thế nào, image đồ hình ảnh ấn tượng như thế nào với cái cửa hàng đồ ăn nhanh Fast Food đồ, đúng không? Đồ cửa hàng đồ ăn nhanh bố tôi ấn tượng như thế nào. Để chúng ta sẽ đọc tiếp liên quan chỗ nào là đồ ăn nhanh thôi nhá, đi thi. Ta xem tiếp đoạn này này. Fudan wa amari saberanai chichi ga sono naka no kizu o mite kore natsukashii na to mukashi no hanashi o hajimemashita. Fudan là bình thường ở chủ ngữ này, thì đây là bố tôi là một cái người mà không nói nhiều đúng không, không nói nhiều, nhưng mà gà này sau khi mà xem cái bài báo đó kizi đúng không, bài báo đó thì đã bắt đầu là nói những câu chuyện của ngày xưa này, cái này là hoài niệm nhỉ Natsukashi, kiểu hoài niệm kiểu đúng không nhỉ. Đoạn này thì không liên quan đến đáp án rồi, ta tiếp tục đoạn 2 này liên quan đến cái đồ ăn nhanh ấy. Chúng ta tìm nhanh những cái đồ ăn nhanh này này, đồ ăn nhanh này nhá, nếu mà đi thi ấy, chúng ta đọc những cái đồ ăn nhanh thôi. Những cái đồ ăn nhanh này xem là bố mang cái hình ảnh như thế nào. Chichi ni yoru to ichiryu mise ga narabu Tokyo no chiusin chi ni Nihon de wa mada mezurashii fast food mise ga dekita toki Okina news ni natta rashii no desu. Làm theo như lý do tố là theo như là bố tôi nói ấy, thì đây này tập trung này, Chiu Shin Chi là những cái nơi tập trung ấy, tập trung đây này, những cái cửa hàng Ichiryu Mise là những cái hàng kiểu như cao cấp ấy, thì nó được tập trung hết ở Tokyo. Cái Narabu nó xếp hàng có nghĩa là tập trung hết ở Tokyo, xây ở Tokyo ấy. Và đây Nihon de wa này ở Nhật Bản ấy, thì những cái này đây Mise này, những cái này nhá, cái cửa hàng mà đồ ăn nhanh mà nó hiếm ấy, kiểu như là ngày xưa nó đang ít đấy, thì khi mà nó được xây nên, được hoàn thành lên, thì nó là si nó nghe nói là nó trở thành một cái tin tức rất là hot, rất là lớn, rất là hot, tại vì ngày xưa nó hiếm mà, nó cái thời của ông bố thì nó khác bây giờ. Vậy chúng ta vẫn chưa thấy là có mang hình ảnh gì tiếp theo nhé. Jitsu wa Yasumise datta no ni chichi wa sonna baso ni dekita no dakara o kane mochi shika ikenai takai restaurant na no daro to omotte akogareta so desu. Đó, đây này bố tôi nghĩ này, đây này cái đoạn này với đoạn quan trọng này, nghĩ nhá, để chúng ta đang nói về chỗ bố mà bố bố mình mà, bố bạn này vẫn mang cái hình ảnh như thế nào với cái đồ ăn nhanh đấy. Vậy chúng ta đi tìm cái chỗ nào nghĩ là thôi, đây này nghĩ là này. Cái đoạn này thì chúng ta sẽ dịch dậy trước nhá, là thật ra là dù là những cái cửa hàng rẻ, cửa hàng mà rẻ thì bố tôi chủ ngữ trước này, nghĩ là chúng ta không dịch trong ngoặc này trước nhé, chúng ta sẽ dịch là hết cái câu đi. Bố tôi nghĩ là nghĩ cái này này, bởi vì là nó được hoàn thành những cái nơi như thế đó, có nghĩa là những cái cửa hàng này đã được xây nên, được tạo nên, xây nên được chỗ những cái đắc địa ở Tokyo ấy, đúng không? Nên là có lẽ là bố ông này ông nghĩ nhá, bố ông nghĩ nhá, có lẽ là nhà hàng rất là đắt đấy, mà chỉ Shikanai nhá, chỉ có những người giàu có người ta mới vào được thôi đó. Và rất là ngưỡng mộ Akogareta, đúng không? Đấy, đấy, ông bố nghĩ đây, vậy thì đáp án nó nằm ở đây nhá, mang hình ảnh như này là cửa hàng kiểu xây nên những cái nơi như thế thì chỉ có cái bọn rất chắc là rất là đắt, và chỉ có cái bọn nhà giàu nó mới vào được thôi đó. Và chúng ta xem nốt đoạn sau, tí đoạn sau này luôn nhé, là Fast Food Mise wa Sui te ima nara soga de mo shitte iru no ni sonna imeji o motte itan dakara okashii daro to waraimashita. Cũng đã cười, kiểu cười nói là những cái cửa hàng đồ ăn nhanh ấy thì nếu mà nó rẻ thì nếu mà bây giờ này nó rẻ thì sao, ngay cả cái bọn tiểu học nó cũng còn biết. Thế mà ông bố lại chỉ có mang cái hình ảnh như thế này, có nghĩa là chỉ là các ông nhớ là cái bọn nhà giàu thì nó đắt, chắc là bọn nhà giàu nó mới vào được thôi đấy, nên là rất là buồn cười đấy. Và chúng ta sẽ nhớ cái đoạn này nhá, nhớ cái tô môi này, nghĩ là này đấy, vậy là cái chỗ ông bố ông mang hình ảnh đấy. Có một này, cửa hàng đắt và chỉ có người giàu mới vào được thôi, câu này chính xác luôn. Câu hai này là có ở đâu cũng có, ở đâu Nhật Bản thì cũng có,
Sai, tại vì ông bố ông đã nói là nó rất là hiếm, đúng không? Đây này ông đã nói rất là hiếm. Hiếm này, nên là nếu mà nó được cái nào mà nó được xây nên hoàn thành nên ấy thì nó thành một tin tức rất là lớn luôn, chứ không phải là chỗ nào cũng có giống như bây giờ. Có thể ăn rẻ. À, câu này cũng không nhắc đến trên bài, sai, đúng không? Câu 4 này, ngay cả bọn trẻ con nó cũng có thể vào được. Sai, tại vì sao? Chắc là chỉ có bọn nhà giàu, tại vì nó đắt mà, đúng không? Nên là chúng ta đi thi chúng ta cũng phải nốt hết ra nha, những cái chỗ mà tôi nghĩ là này liên quan đến cái hình ảnh, liên quan đến đấy, thì chúng ta cứ phải nốt hết ra cái ý chính ra nhá. Chúng ta sẽ sang đoạn cuối cùng. Mukashi no shinbun no okage to aru ga nani ga mukashi no shinbun no okage na no ka. Là okage, còn nhớ cấu trúc okage không? Nhờ có mà, nhờ có cái báo ngày xưa mà, là nhờ cái gì đó. Nhá, còn nhớ người ta bảo là nhờ cái gì mà người ta lại nói liên quan đến nhờ cái báo ngày xưa nhá. Ta sẽ xem tiếp là chúng ta sẽ hiểu. Đây này, chichi kara koromo jidai no hanashi o kita no wa hajimete deshita. À, cái việc này, noa này, cái việc mà tôi nghe những câu chuyện mà từ thời còn nhỏ từ bố ấy đó, thì nó là lần đầu tiên. Và chichi ga mizuka ni kanjirarete ureshi katta desu. À, tôi cảm nhận được, tôi được cảm nhận cái gì, cái sự gần gũi, mizuka đúng không, cái gần gũi từ bố, và tôi rất là mừng. Tại sao lại gần gũi? Tại vì ngày trước đây bố tôi rất là ít nói, hầu như bố tôi chả nói gì, không kể gì, nhờ bây giờ lại nhờ vào cái báo này, đúng không, nhờ vào những cái này bố tôi lại đi kể những cái câu chuyện từ cái thời còn nhỏ. Đấy, nên tôi cảm nhận cái sự gần gũi và rất là mừng. Mata konohanashi ga kiketara ii na to omoimashita. Mukashi no shinbun no okage desu. À, là nhờ vào cái bài báo này. Vậy người ta hỏi là nhờ vào cái gì, bài báo này mà là nhờ vào cái gì đấy, thì nó cảm nhận được, cảm nhận được nhờ cái bài báo này mà cảm nhận được cái sự gần gũi của bố. Bố mình rất là gần gũi và rất là mừng đấy, là nhờ cái này nhá. Ta ghi ý chính này vào, nốt lại. Ta sẽ xuống câu câu hỏi, câu 1 này. Chichi no koromo no koro no kaisa ni tsuite yoku wakatta koto. À, tôi hiểu rõ được về cái xã hội hồi còn nhỏ của bố. Cái này không phải là hiểu rõ về cái xã hội nhá, hiểu rõ về cái thời còn nhỏ của bố thôi nhá, chứ không 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 người ta không không nhấn mạnh về cái điểm này. Bố chỉ kể tí thôi, không thể hiểu rõ được, đúng không? Câu 2 này. Chichi to jibun no koromo jidai ga chigau koto ga hajimete wakatta koto. À, lần đầu tiên thì tôi hiểu được là những cái thời này này, cái hồi còn nhỏ của tôi với cái hồi còn nhỏ thì nó khác nhau. Cái này, này không phải nhá, nhờ vào cái đấy thì nó sinh ra một cái điều gì tốt. Nhớ là Okage thì nhờ vào này nó sinh ra những cái điều gì tốt đẹp nhá. Câu 3. Chichi no koromo no koro no hanashi ga kikete. Chichi o mizika ni kanjita koto. Tôi nghe những cái câu chuyện từ hồi còn nhỏ của bố, và tôi cảm nhận được cái sự gần gũi với bố hơn. Còn này chính xác luôn. Trên bài người ta nhấn mạnh vào cái điểm này, nhờ vào cái bài màu này mà bố tôi mới kể cho tôi những câu chuyện đấy, và tôi cảm thấy bố gần gũi với tôi hơn, đúng không? Câu 4 này. Chichi ga watashi no koromo jidai o omoidashite natsukashi ga gatte kureta koto. Tôi nhớ về, tôi nhớ là ông ấy đã sự nhớ lại những bố tôi nhá, đúng không, nhớ lại những cái thời hòn nhỏ của tôi. Câu này là sai hoàn toàn nhá, và cảm thấy rất là hoài niệm. Câu này sai hoàn toàn. Vậy ba là đáp án đúng. Không biết là mình dịch như này, làm như này không biết có nhanh hay không, tại vì cũng không thấy mọi người phản ánh như thế nào, nên là mình cũng sợ là mọi người thấy nhanh quá mà làm video dài quá thì mọi người lại lại thấy nó dài lại ngại học ấy, nên là mình cố gắng làm ngắn và dễ hiểu nhất cho mọi người nhá. Nếu mà mọi người thấy nó dài, nó mình dịch nhanh quá hoặc là có chỗ nào không hiểu thì mọi người cứ bình luận ở dưới, mình sẽ giải đáp hết thắc mắc cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Otsukaresama deshita.